nhau Đây, các bạn sẽ thấy cái đèn nháy bên tay phải đó là đấm này là dây này là bóp này và khi các bạn chọn xong những bài vùng này thì các bạn có thể ấn và chạy đó thì chiếc ghế khi mà nó chạy ghế nội địa nhật thì nó sẽ khác hoàn toàn nhé các bạn nhé khi nó chạy nó sẽ chạy dọc con ăn nó chạy dọc. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Tạp ngày nay thì Ngọc Gia Ban lại tiếp tục ở kho của Ngọc Gia Ban với rất nhiều mẫu ghế massage nội địa Nhật và tiếp tục Ngọc Gia Ban muốn chia sẻ với các bạn về mẫu ghế massage nội địa Nhật thuộc phân khúc trên 50 triệu thì lý do tại sao trong mỗi video Ngọc Gia Ban luôn luôn nói ra cái mức giá tiền đầu tiên bởi vì sao mỗi một người khi xác định mua ghế massage thì việc đầu tiên họ quan tâm đó là cái nhu cầu kinh tế bởi vì mỗi một người dù giàu hay dù nghèo nhưng quan trọng nhất là người ta xác định bỏ ra bao nhiêu tiền hay các bạn bỏ ra bao nhiêu tiền để mua chiếc ghế massage về phục vụ sức khỏe cho mình một cách chủ động thì ngọc Ban nói luôn cái mức giá trong khoảng tầm tiền để các bạn có thể lựa chọn rằng là cái mẫu này nó thuộc phân khúc bao nhiêu để chúng ta nắm được và ở cái mẫu này nó sẽ có những tính năng gì và cái mẫu cụ thể của nó tên của nó là cái gì để các bạn có thể phân biệt được các cái mã khác nhau để chúng ta có thể so sánh bởi vì rất nhiều chiếc ghế nó có cái hình thức tương đối giống nhau mà quan trọng nhất là cái người sử dụng như các bạn thì nhiều khi nhìn qua các bạn không thể uh, phân biệt rõ được như những người chuyên nghiệp như Ngọc Gia bàn đây thì đây là chiếc Panasonic EPMA 058 uh, chiếc này thì điều đầu tiên mà Ngọc Gia ban ấn tượng với nó đó là nó có cái phần mông rất là cải tiến thì tại sao nó lại là cải tiến? Bởi vì bình thường những cái dòng ghế uh, massage nội địa nhật từ MA70, MA73 thì nó chưa thể làm được cái phần mông riêng biệt này để nó tạo ra các cái chế độ vặn mông này đấy các bạn này nó thể vặn mình này và nó vặn mông các thứ để nó nâng lên để giúp cho cái xương cụt của các bạn nó gập hẳn lại để con năn nó đi chuyên sâu hơn kèm theo ở đây thì nó là một trong những dòng đã có con năn đá nóng thì lý do tại sao là con năn đá nóng vâng thưa các bạn dòng con năn đá nóng là khi con năn nó massage nó sẽ kèm theo một cái lượng nhiệt nhất định cái lượng nhiệt này nó được kiểm soát các bạn nhé nó rơi khoảng độ tầm 40 cho đến 42 độ thôi và nó không được vượt quá bởi vì sao nó sẽ nếu mà vượt quá nó sẽ gây tổn thương cho da của các bạn bởi vì có một số người khi mà ngồi vào thì thường thường sẽ bôi một số cái tinh dầu và cởi trần luôn để con chiếc ghế nó sẽ massage gần như trực tiếp những cái người đấy thì nó có rất là nhiều và họ kiểm soát cái nhiệt độ ở tầm 40 42 độ để các bạn sẽ cảm thấy nó dễ chịu hơn và nó không bị nóng quá thì về hình thức chiếc này thì ngọc Japan đánh giá nó còn khoảng độ tầm trên 90% và quan trọng hơn là nó là sản xuất năm 2015 thì một chiếc ghế sản xuất 2015 thì các bạn cũng thường có câu hỏi là nó còn tốt hay không. Vâng thưa các bạn, thì tất cả những chiếc ghế ở ngọc Japan, những chiếc ghế như chiếc này chẳng hạn thì về phần da như các bạn có thể thấy nó còn rất là đẹp và bởi vì sao? Bởi vì những cái chiếc ghế massage nội địa Nhật thường là họ đã là những cái sản phẩm mà họ đã rất đầu tư về cái vấn đề là chất lượng cũng như là về các cái cơ chế vận hành thì đây như các bạn có thể thấy ở đây hiện tại ngọc gia ban đang có rất là nhiều những chiếc ghế đây là hầu như những chiếc ghế là đã, đã chuẩn bị bọc đi để giao cho khách hàng trong những ngày tới và những chiếc ghế đã đang chuẩn bị trong cái quá trình là chuyển đi tiếp thì đây là một trong những cái kho của ngọc gia ban mà luôn luôn có từ những cái mẫu hàng mới cho đến những cái mẫu khác nói tiếp về chiếc Panasonic MA058 thì nó có thêm cái bài kéo giãn cột sống và chế độ sửa hồng ngoại à, đặc biệt hơn nữa là những cái phần chân này các bạn có thể thấy chúng ta hoàn toàn có thể gập lại được để cho nó gọn gàng thì đó là một trong những cái điểm cũng là rất là hay của cái dòng ghế này đây các bạn có thấy nhé nó gập rất là gọn gàng nó tạo cho chúng ta khi mà chúng ta để trong những không gian chật hẹp hoặc là chúng ta muốn ngồi xem phim thôi thì chúng ta lại có thể là để gọn gàng như thế này cũng là một trong cái điểm rất là hay thì ở đây ngoài cái vấn đề là nó có bảy vài đánh chuyên sâu ra bảy bài đánh trên sâu ra thì nó còn có thêm những cái bài tăng giảm lực ở mông này rồi là các bạn có thể giảm lực ở vai giảm lực các bộ phận khác giảm lực túi khí giảm lực con năn hoặc các bạn có thể chọn những cái bài vùng khác nhau đây nhé các bạn có thể để ý xem đây là phần vai này các bạn có thể đấm xuống ở phần đây là phần nưng này và đây là phần thắt nưng này và trong phần thắt nưng này các bạn có thể lựa chọn được những cái cách massage khác nhau đây các bạn sẽ thấy cái đèn nháy bên tay phải đó là đấm này là dây này là bóp này và khi các bạn chọn xong những bài vùng này thì các bạn có thể ấn và chạy đó. Thì chiếc ghế khi mà nó chạy ghế nội địa Nhật thì nó sẽ khác hoàn toàn nhé các bạn nhé. Khi nó chạy nó sẽ chạy dọc con ăn nó chạy dọc từ dưới lên trên cơ thể của bạn để nó đo cái xương sống của bạn hình gì, đường cong bao nhiêu và bề rộng của của, cái xương sống của bạn bao nhiêu để nó đưa ra cái bài đánh phù hợp. Còn nếu các bạn mà không có người ngồi như này thì nó sẽ báo nỗi là nỗi U10. Nỗi U10 ở đây là nỗi là không có người sử dụng đó thì nó rất là hay tức là cái ghế nhật ấy nó tính toán và nó đo lường được là cái cơ thể con người có ở trên ghế không và nặng bao nhiêu và cái tầm vóc dáng như thế nào để nó đưa ra cái bài đánh phù hợp nhất cho từng cá thể từng con người một đó là một trong cái điều nó rất hay còn không như những cái dòng ghế ấy, là bán trôi nổi trên thị trường Việt Nam à, như siêu thị chẳng hạn thì nó cứ vào là nó sẽ đánh thôi Nhất là các bạn còn không biết nó là con lăn cố định hay là con lăn di động, con lăn 3D hay 4D hay 6D. Đó là cái điều mà các bạn khờ hẳn như không phân biệt được. Còn ở đây thì Ngọc Gia Ban này có thể cung cấp cho các bạn những cái tư liệu, những cái dữ liệu từ trang web của Nhật và đã được dịch sang tiếng Việt để con lựa chọn hơn. Và đặc biệt người Nhật người ta rất tinh tế, các bạn có thể thấy ở đây. Ngoài cái vấn đề là có một cái nốp nốt bên ngoài thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng một cái nốp nốt bên trong. Cái nốp nốt này nó có tác dụng gì? Là cái lực đánh nó sẽ mạnh hơn do cái nốt này nó sẽ mỏng hơn và nó đi sâu hơn giúp cho các bạn có thể là massage trực tiếp hơn hoặc các bạn có thể bỏ thêm cái lớp này ra đây là một cái lớp phụ nhé các bạn có thể giặt đi được và các bạn có thể bỏ ra để các bạn có thể có thể thấy được con ăn nó đi chuyên sâu vào đây luôn đi chuyên sâu vào đây luôn và nó đi mạnh hơn và kèm theo một cái gối bên ngoài này để giúp cho các bạn có nhiều cái cách lựa chọn nhiều cái cơ chế massage khác nhau để các bạn lựa chọn ra cái chiếc ghế cái, cái bài đánh và cái cái lực đánh phù hợp với bản thân của mình thì đây là một trong những chiếc ghế thuộc cái phân khúc trên 50 triệu mà Ngọc Gia Ban ngày hôm nay muốn giới thiệu với các bạn. Ghế từ Ngọc ở Ngọc Gia Ban thì rất là nhiều nhưng quan trọng nhất các bạn hãy tìm hiểu và xem những cái video hàng ngày của Ngọc Gia Ban vào lúc 20 giờ tối thì Ngọc Gia Ban sẽ luôn luôn những cái mẫu ghế mới để các bạn lựa chọn cho gia đình mình. Chúc các bạn sớm tìm được chiếc ghế massage ưng ý và phù hợp với gia đình của mình.